Lần đầu tiên, văn hóa, di sản và tiềm năng kinh tế Kon Tum được giới thiệu quy mô tại Hà Nội. Hơn 500 hiện vật, tài liệu, hình ảnh giới thiệu về vùng đất, con người và các di sản văn hóa tiêu biểu của Kon Tum. Những nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hơn hết, báu vật của Đại Ngàn, cây sâm Ngọc Linh và điều kiện sinh sống của nó được khái quát trong triển lãm Di sản văn hóa và sâm Ngọc Linh Kon Tum, báu vật Đại Ngàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đến khi nhắc đến Kon Tum, người ta hay nghĩ ngay đến một nền văn hóa cồng chiêng rất phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Và ngày hôm nay, Khám phá Việt Nam sẽ đưa quý vị đến với một không gian mang đậm âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên, mà ở đó không chỉ có văn hóa cồng chiêng mà còn có rất nhiều những hình ảnh, những hiện vật đặc sắc và có giá trị khác nữa, cùng với một báu vật Đại Ngàn của núi rừng. Hãy cùng Hồng Quyên đến với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để khám phá những điều độc đáo này nhé. Tỉnh Kon Tum hiện nay có nhiều dân tộc anh em sinh sống như dân tộc Kinh, Sơ Đăng, Ba Na, Rẻ Chiêng, Gia Rai, Bờ Râu. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 54%, còn lại là người Kinh. Hầu như mỗi dân tộc đều còn lưu giữ một số nghề truyền thống mang bản sắc văn hóa đặc trưng cho dân tộc mình như nghề làm gốm, dệt thổ cẩm, nghề rèn, may thêu, đan lát mây tre, làm rượu cần, do một số nghệ nhân còn giữ được nghề truyền thống mang tính gia truyền. Trong triển lãm Di sản văn hóa và sâm Ngọc Linh Kon Tum, báu vật Đại Ngàn, ban tổ chức đã mời các nghệ nhân ở các làng nghề Kon Tum đến Hà Nội để trình diễn các nghề truyền thống của dân tộc mình. Một trong những nét độc đáo của văn hóa tỉnh Kon Tum đó là lưu giữ những nghề thủ công truyền thống từ đời này qua đời khác. Và một trong số đó thì không thể không kể đến nghề làm gốm của dân tộc Ba Na Dơ Lâng. Làm gốm thì không chỉ sản xuất ra các dụng cụ sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, mà làm gốm còn là đúc kết cả những tinh hoa của cả một dân tộc. Cháu chào cô ạ. Vâng ạ. Để làm ra một sản phẩm gốm hoàn chỉnh thì cần phải trải qua những quy trình như thế nào ạ? Trước khi xuống lấy đất phải kêu gia làng xuống, cái xuống tập trung chỗ đó. Chọn đất thì khi làm gia làng thì làm kêu giang cắt một con gà trống trắng để làm cho chắc, cho được ạ. Sau đó thì là xuống đào cách đó 2 mét tròn đất đó và đất xanh xanh á. Sau đó thì là phơi 4 ngày, 5 ngày. Nằn khó là tới 1 tiếng, nằn không khó thì tới 30 phút thôi. Cô ơi, bây giờ cô có thể hướng dẫn cháu cách làm sản phẩm gốm của làng mình được không ạ? Có. Vâng ạ. Đây. Bóp cho nó cho đều, cho nó đều luôn, vịnh, cho nó đều không có khô, không có ướt. Vâng. Ừ. Cho nó ướt. Tắt lại cho nó tròn tròn. Đây là công đoạn đầu tiên, là công đoạn tạo hình. Dạ. Lấy cần này xong. Lấy cần này là để làm sản phẩm gì ạ? Sản phẩm, đây là nhỏ, thế này là sản phẩm chén bát thôi. Chén bát thôi đúng không? Dạ. Trong quá trình xoay thế thì mình có cần phải lưu ý điều gì không cô? Lưu ý cho nó đều chứ. Lưu ý cho nó mỏng, cho nó đều, cho nó thế nào khô khô. Nếu mà khô quá thì lấy thêm nước, mà ướt quá thì phải để phơi cho nó khô. Phơi ạ? Ừ, phơi, à, để làm thì để nó. Khi nào ướt quá thì làm cũng không được, mà khô quá thì làm không được. Cô ơi, cháu thấy ở nhiều nơi họ làm gốm thì họ có cái bàn xoay tự động thì mình không phải di chuyển ý. Sao làm mình không có cái đấy ạ? Không có, mình tự ông ba dạy mình trước không có, tự ông ba làm không có máy xoay đâu, toàn bằng tay không. Cô ơi, nếu mà mình làm bằng tay như thế này thì chắc là sản phẩm nó rất là bền đúng không cô? Dạ, bền, không có nứt, không có ra nước, không có gì. Từ xa xưa, người Ba Na đã có sự phân công công việc khá rõ ràng. Nếu như săn bắt là việc của đàn ông, thì hái lượm, làm gốm là việc của phụ nữ. Chính vì thế, toàn bộ các khâu trong quá trình làm gốm đều do người phụ nữ đảm nhiệm. Làm gốm là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự khéo léo và tỉ mỉ.
người thợ tạo hình cho sản phẩm bằng đôi tay, bằng kinh nghiệm và bằng những tri thức dân gian. Các sản phẩm gốm của người Ba Na tuy không đa dạng về chủng loại và kiểu dáng, nhưng nó đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Ba Na. Quý vị thân mến, tôi vừa được cô Ikel ở đây hướng dẫn cách làm gốm, và khi trải qua một quá trình mặc dù rất là ngắn thôi trong cả một công đoạn dài thì tôi đã cảm thấy rất là khó khăn rồi. Thế mới biết là người dân tộc Ba Na khéo tay và đảm đang và sáng tạo như thế nào mới có thể làm nên được những cái sản phẩm mặc dù nhìn thì rất là mộc mạc, rất là đơn sơ như thế này nhưng mà rất là khó đấy ạ. Thế mới biết tại sao nghề làm gốm của người dân tộc Ba Na được lưu truyền từ đời này qua đời khác và trở thành một nét đẹp dân tộc, nét đẹp văn hóa không thể thiếu của tỉnh Kon Tum. Bên cạnh nghề làm gốm, một trong những nghề truyền thống khác thể hiện bàn tay khéo léo của người phụ nữ ở tỉnh Kon Tum đó là nghề dệt. Các sản phẩm dệt rất đa dạng và phong phú, gồm nhiều thể loại và màu sắc khác nhau. Có loại dùng trong sinh hoạt hàng ngày, đi dẫy, đi rừng, có loại chỉ sử dụng trong các dịp lễ hội của gia đình cũng như cộng đồng. Quý vị thân mến, và để lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống qua các làng nghề thủ công thì người dân tỉnh Kon Tum còn đưa những nét đẹp đó vào từng đường kim mũi chỉ trong những bộ trang phục mà họ mặc hàng ngày. Chính vì thế mà ngày nay thì nghề dệt tại tỉnh Kon Tum cũng được người dân tại đây lưu giữ và phát huy để giới thiệu với bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ nhân Y Che, người dân tộc Hơ Lăng, để tìm hiểu rõ nét hơn về nghề dệt tại tỉnh Kon Tum. Chào cô ạ. Và cô ơi, bây giờ cô có thể giới thiệu cho cháu những quá trình để dệt của người Hơ Đăng mình đúng không ạ? Một cái bông á, về ép mai. À vâng. Ép mai đây là mai ép bông. Vâng. Là tắt hạt, hạt để riêng thì không có hạt thì ngoài ra đây. À vâng. Thì có hạt thì để bên đây. Vâng. Thì hạt ở mình vẫn dùng, xong rồi thì mình tơi với cái cây này. Dạ vâng. Tơi cây này xong rồi thì nó nát. Nát xong á thì mình là quấn với cái cây đây là quấn thành quấn thành quấn này nhỏ. À vâng. Quấn nhỏ xong rồi mình sấy đúng không? Sấy chỉ. Đây là máy sấy đúng không ạ? Đây là máy sấy. À vâng. Đây máy sấy, đây là máy ép bóng. À, vâng. Sau sấy thì còn mình còn giai đoạn nào nữa không ạ? Giai đoạn á. Đây là sấy vân thanh chỉ. Sấy thành chỉ, sau đó mình bắt đầu dệt. Bắt đầu dệt. Vậy thì thường quá trình ép bông và quá trình sấy như thế thì mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Lâu thì 2 ngày. Kỳ mình ép là 1 ngày. Ép 1 ngày thì mình sấy chỉ là 2 ngày, thành 3 ngày. Dạ vâng. Mình phụ nữ mình thì học dệt từ bao giờ? Học dệt từ là từ 15 tuổi. 15 tuổi đã phải học dệt. 15 tuổi mình học dệt theo bố mẹ, theo mẹ rồi chỉ. Dạ vâng. Nó giỏi, nếu là không dệt được bố mẹ này chị này là không dệt được thì dân tộc Hơ Lăng là không lấy chồng được. Nghề dệt còn là thước đo về sự khéo léo của người phụ nữ Hơ Lăng. Sản phẩm dệt càng đẹp, càng chỉnh chu bao nhiêu, tức là người phụ nữ trong gia đình đó càng khéo tay bấy nhiêu. Khả năng của họ từng bước đạt đến trình độ kỹ thuật và có tính thẩm mỹ cao với những sản phẩm mềm mại, đẹp mắt và tiện dụng. Quý vị thân mến, qua những sản phẩm dệt của người dân tộc tỉnh Kon Tum thì chúng ta có thể thấy bàn tay phụ nữ của người dân tộc Hơ Lăng rất khéo léo, đảm đang mà còn vô cùng sáng tạo nữa khi mà hầu hết các nguyên liệu của họ đều lấy từ thiên nhiên và hoàn toàn từ bàn tay thủ công của những người nghệ nhân. Và nếu như sự khéo léo của người phụ nữ được thể hiện qua nghề dệt của người Hơ Lăng thì bàn tay khéo léo của người đàn ông cũng được thể hiện qua một nghề thủ công truyền thống khác. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng Hồng Quyên đến với một góc khác của bảo tàng để khám phá nghề chế tác nhạc cụ. Chào ông ạ. Chào cháu. Để làm nhạc cụ mình ạ, bài truyền thống dân tộc ạ. Dân tộc mình. Thế là để làm một cây đàn hoàn chỉnh thì mất khoảng bao nhiêu lâu ạ ông? Nếu để làm hoàn chỉnh thì là 2 ngày. 2 ngày ạ? À, 2 ngày. Cái nào 2 ngày hay là tùy từng cái? Mà trong đó thì mình làm đẹp thì là 2 ngày rưỡi.
Mình đã học làm các nhạc cụ này lâu chưa ạ? Từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Đây á, thì học nhạc cụ này á, thì là hồi xưa á, thì là mình không học gì đâu. À không học ạ? Chỉ là mình thấy bà cụ trước đây. Cụ trước đây là mình làm. Mình thấy ví dụ là lúc là mình là 20 tuổi hết. À 20 tuổi. Mình thấy ví dụ là làm, thấy ủa, thấy đẹp quá mà. Rồi là đánh là rất thay. Ông ơi, thì gỗ này là gỗ gì ạ? Gỗ này là gỗ gỗ sứa. Gỗ sứa. 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 À cây sứa. Cây sứa và mới mềm. À, à mới mềm. Mới dồi được mà cây khác là rất cứng. À. Cứng cái cứng. Cây khác. Tại sao phải chọn gỗ mềm để làm đàn ạ? Vì là cho nó dễ tí. À, đúc đều làm cho nó dễ. À nó dễ. À đúc nó dễ đúng không? À, đúc cho nó dễ. Dù là làm thấy cứng lắm mà dù là làm không được. À, nó hơi khó làm. Ừ. Cái đó là mình làm thì là mình lựa chọn cái cây này. Ví dụ là cây sứa cũng hai loại cây sứa, mà cây sứa rừng thì là ví dụ là cái lá này nhỏ như này, mà cây sứa mà to thì là cái này này. Đây là cây sứa to đây này. Dân tộc mình có tất cả là bao nhiêu loại nhạc cụ tất cả? Đây là tất cả thì là 12 nhạc cụ. 12 loại đúng không? À 12 loại. Thế thì trong đó thì ông thấy là làm cái nhạc cụ nào là khó nhất ạ? Ví dụ là khó nhất là cái đoàn này này. Cái này ạ? Đoàn và khen này này. Ờ, khen này, khen là một tháng nữa, nó là một tháng này, mà à. Mà trở thành là nhạc này, mà trở thành bài hát này, à, mình phải chia qua chia lại, rất mệt. Ông ơi, thế cái khen này làm bằng loại nguyên liệu gì ạ? Này nguyên liệu này thì mình làm bằng tre, bằng tre, mình chọn tre ví dụ là trong rừng già mới dài được. Nếu mình trong không rừng già thì nó không dài đâu. À, lựa cái tre này mình phơi á. Cho nó khổ kỳ càng, ví dụ là để lại, ví dụ là trong bếp. Cái khè này thì thường dùng trong những cái dịp gì ạ? Đấy, cái dịp ví dụ là như mình là lúc là mình tập trung, ví dụ là nam nữ này, ví dụ là mình thổi. Ví dụ là cái này lễ hội như là lễ hội, ví dụ là tổ chức, ví dụ là cả đơn này này, cái này. Ví dụ là nó tạo lại, ví dụ là thân là nhạc, là thân là cái bài hát. Truyền thống của mình là thành là cái bài hát dỗ duyên của mình. Ông ơi, bây giờ ông có thể thổi cho con nghe một bài từ cái khèn này được không ạ? À. Vâng. Yeah. Những nguyên liệu tự nhiên thô sơ như tre nứa, quả bầu khô hay thân cây tưởng chừng vô hồn, qua bàn tay khéo léo tài hoa của những nghệ nhân đã trở nên tinh xảo và phát ra những âm thanh lay động lòng người. Để làm được các loại nhạc cụ này, người nghệ nhân phải quan sát, lắng nghe âm điệu rồi chế tác. Giữa cuộc sống hiện đại, những nghệ nhân Tây Nguyên vẫn giữ được cho mình không gian để sáng tạo ra những nhạc cụ riêng có của dân tộc mình và tìm cách lưu truyền cho thế hệ trẻ. Rất là hay ạ. Quý vị thân mến, rất là độc đáo đúng không ạ? Và nếu nói như nghề chế tác nhạc cụ là một nghệ thuật thì mỗi người dân tộc thiểu số Dẻ Chiêng đều là một nghệ sĩ. Và không chỉ có thế, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Hồng Quyên khám phá cả một kho tàng nhạc cụ quý vị nhé. Chào em. Bây giờ mình sẽ đi tham quan cái không gian di sản văn hóa Kon Tum ở đây nha. Rồi mời em ra đây nè. Chị ơi, không biết đây là nhạc cụ gì đấy ạ? Đây là đàn tinh linh của người Gia Lai và các cái dân tộc thiểu số ở vùng đất Kon Tum. Thì dân tộc nào cũng có cái đàn tinh linh này. Thì đàn tinh linh này thì thường là người đàn ông sẽ là người dùng chơi đàn, và người đàn ông sẽ gửi gắm các cái tình cảm yêu thương của mình vào trong cái tiếng đàn này. Từ đó thì người phụ nữ nghe qua âm thanh, cảm qua cái âm thanh của tiếng đàn, và có thể nói là cái tình yêu nảy nở ra từ âm thanh tiếng đàn này. Chính vì vậy mà ở vùng đất Kon Tum, đối với các dân tộc thiểu số tại chỗ Kon Tum thì đàn tinh linh này còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là đàn tình yêu. Đàn tình yêu đúng không? Đúng. Không biết là những cái đàn tinh linh này thì thường được dùng trong cái dịp nào? Thì thường
những người đàn ông khi đi lên nương, lên rẫy đó em, thì họ sẽ cầm theo cái đàn này là đánh đàn trong cái thời gian mà ngồi ở chòi canh rẫy, và trong cái không gian với núi rừng như thế thì họ sẽ đánh lên cái tiếng đàn này. Và tiếng đàn này trong cái không gian núi rừng thì nó vang đi rất là xa, và có thể là những cô gái đang làm nương, làm rẫy ở những khu vực lân cận có thể nghe được. Ở đây em còn thấy một số các nhạc cụ khác nữa, thì không biết là chị có thể giới thiệu qua cho em được không ạ? Nhắc đến cái không gian của Tây Nguyên thì phải nhắc đến không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thì mời các em đi tham quan một số các bộ cồng chiêng tiêu biểu. Trước mặt em thì đây là bộ chiêng len của người Sa Đăng. Thì bộ chiêng này thường là tùy theo số lượng của các làng khác nhau, thì có thể số lượng sẽ là 6 chiếc chiêng, 8 chiếc chiêng, 10, 12 hoặc 14. Và bộ chiêng Hoa Lan này thì gồm có 14 các chiêng, cả còng và chiêng. Còng là các cái loại chiêng kích thước lớn và có núm tròn như thế này, và những cái chiêng nhỏ là chiêng đi theo. Thì thường trong lễ hội á, thì bắt đầu để tấu nhạc thì còng sẽ bao giờ cũng là người lên tiếng trước, sau đó chiêng mới lên tiếng sau, và cùng hòa âm cùng với các cái điệu xoan xung quanh cái cây nêu và tạo nên cái âm thanh của núi rừng. Và chị ơi, không biết là tại sao mình phải làm nhiều cái kích cỡ khác nhau như thế này hả chị? Thực ra thì về cái cách thẩm âm, về âm thanh của chiêng của người cư dân dân tộc thiểu số tại chỗ Con Tum, thì họ sẽ có những, có nghĩa là cũng giống như trong cái âm nhạc của mình bây giờ đó, có do re mi fa sol la đấy, thì cái cách thẩm âm của người địa phương cũng tương tự như vậy. Và mỗi cái chiếc còng, một cái chiêng là một cái âm tiết khác nhau để tạo nên cái âm thanh của cả một cái dàn cồng chiêng. Ngoài chiêng ra thì các cư dân dân tộc thiểu số tại chỗ ở Kon Tum họ còn sử dụng những các cái dụng cụ âm thanh khác như là trống. Và ở Kon Tum thì có rất nhiều cái dạng trống khác nhau, nhưng mà cách hình dung chung để cư dân ở đây họ làm nên một cái trống thì thường là dùng từ một thân gỗ thôi, và họ khoét rỗng thân gỗ bên trong ra. Hai đầu trống sẽ được bịt bằng da bò hoặc là da trâu hoặc da voi. Với người Gia Rai có những cái trống kích thước rất là lớn, và với cái quan niệm là đối với họ thì những cái ngày lễ mới là ngày may mắn, thì những cái trống kích thước lớn có thể bằng hai vòng ôm người Tây chẳng hạn, to, rất là to, và tụi chị không trưng bày được ở đây. Thì họ cử 6 nam thanh niên đi lên rừng và hạ cái cây này để làm trống. Trong vòng một ngày, nếu như họ không hạ được cái cây này để làm trống thì họ sẽ bỏ đi, ngày hôm sau họ sẽ chọn cây khác chứ không còn chọn cái cây này nữa. Thông qua hơn 500 hiện vật, bao gồm các nông cụ lao động, dụng cụ săn bắn, đánh bắt, đồ dùng sinh hoạt gia đình, ghè, nồi đồng, trang phục, trang sức, nhạc cụ, tài liệu khoa học, triển lãm di sản văn hóa và sâm ngọc linh Kon Tum, báu vật đại ngàn như một bức tranh thu nhỏ của vùng đất Tây Nguyên, Kon Tum. Qua đó giới thiệu khái quát về văn hóa, thiên nhiên và những sản phẩm du lịch của tỉnh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ngọc Hân thực sự là rất là choáng ngợp khi mà ở giữa lòng trung tâm thủ đô Hà Nội lại có thể tái hiện lại một cái không gian văn hóa về Tây Nguyên, về đồng bào, rồi là tái hiện lại cả một khu rừng đại ngàn ở giữa lòng phố như thế này, để có thể sắp tới sẽ là một cái địa điểm mà tham quan du lịch yêu thích của không chỉ những người dân Hà Nội, của những người dân Việt Nam, mà sẽ còn cả những du khách quốc tế nữa. Quý vị thân mến, sau khi tham quan không gian trưng bày các di sản, các hiện vật của tỉnh Kon Tum thì tôi cảm thấy rất là thú vị. Và tại đây thì tôi còn biết là còn có một báu vật của núi rừng Tây Nguyên nữa. Thì ngay bây giờ thì chị Hương có thể dẫn em đi tham quan được không ạ? Mời em. Dạ vâng. Kon Tum được thiên nhiên ưu đãi cùng các yếu tố về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng đã tạo nên nguồn tài nguyên hết sức đa dạng và thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, tạo nên nguồn tài nguyên dược liệu tự nhiên phong phú, đa dạng về chủng loại và có giá trị to lớn về cả y tế và kinh tế.
Thông qua triển lãm lần này, tỉnh Kon Tum còn giới thiệu về các dược liệu quý, các sản vật của núi rừng Kon Tum, đặc biệt là sâm Ngọc Linh Kon Tum và các sản phẩm từ sâm. Đầu tiên đây là những cái cây con được công ty ươm trồng lên, và những cái cây con này thì sẽ được phát cho các cái đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Sơ Đăng sinh sống ở cái khu vực núi Ngọc Linh, để họ chăm sóc và nuôi dưỡng cái cây này. Sâm Ngọc Linh thì sống ở trên cái lớp mùn cây và phải sống ở dưới tán rừng già. Độ cao mà sâm Ngọc Linh phát triển tốt nhất thì phải là trên 2.000 mét. Chính vì vậy mà sâm Ngọc Linh này chỉ phát triển đặc hữu được ở cái vùng đất núi Ngọc Linh của Kon Tum. Hoàn toàn các cái sâm Ngọc Linh Kon Tum ở đây thì là đều được chăm sóc dưới đôi bàn tay của người dân tộc thiểu số là người Sơ Đăng sinh sống ở trên khu vực này, và họ chăm sóc một cách hoàn toàn tự nhiên, phụ thuộc vào tự nhiên. Cái cách chăm sóc của họ chỉ là bảo vệ cho sâm không bị tác động từ các loài động vật như là chuột. Chuột ở trên đây rất thích ăn sâm. Chính vì vậy cho nên là họ đặt rất là nhiều các cái bẫy chuột như thế kia em ạ. À, em thấy không? Bẫy chuột kia để bắt những cái con chuột mà có ý đồ phá hoại sâm của cư dân mình. Rồi giới thiệu với em, đây là những cái cây sâm được trưng bày ở triển lãm đợt này. Thì những cái cây sâm này thực ra đang trong cái thời kỳ ngủ đông, cho nên là chúng ta có thể thấy là nhìn nó không có được xanh mướt lắm. Sâm thì thường là sẽ có cái thời kỳ ngủ đông từ tháng 11, tháng 12 năm nay sang đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Và tháng 3, tháng 4 năm sau thì cây bắt đầu là đâm chồi nảy lọc lên những cái thân lá như thế này. Và sau khi đã đâm chồi nảy lọc rồi thì ở đây sẽ mọc lên một cái bông hoa. Đây ở trong triển lãm cũng có mô phỏng lại những cái bông hoa tương tự như thế này. Em có thể nhìn thấy những bông hoa như vậy. Và những bông hoa này ban đầu nó là màu xanh. Sau khi mà đến mùa khoảng tháng 7, tháng 9 thì những cái hạt hoa này nó sẽ chín đỏ, và chúng ta sẽ thu hoạch cái hạt này để ươm trồng thành những cái cây con tiếp theo. Đây là cái giai đoạn phát triển của cây sâm. Chị ơi, em được biết là trước đây có một thời gian là sâm Ngọc Linh bị khan hiếm, rất là ít thôi. Thì không biết là tỉnh Kon Tum mình đã có biện pháp như thế nào để nhân giống nhiều hơn cho cây sâm nó được phát triển rộng rãi hơn. Thì bởi vì cái việc mà sâm Ngọc Linh càng ngày càng khan hiếm đi, thì chính cái công ty cổ phần sâm Ngọc Linh đã sử dụng hạt để ươm lên thành những cây con. Và cứ mỗi hộ gia đình một năm, người Sơ Đăng mà sống ở xung quanh cái rừng trồng thì sẽ được công ty cổ phần sâm Ngọc Linh họ phát cho 100 cái cây giống đó, để người dân tự chăm sóc, tự bảo quản. Và sau này khi đã có thành phẩm thì họ sẽ tự thu hoạch cho bản thân mình. Đây là cái cách mà đang phát triển, mà cái hướng mà công ty cổ phần sâm Ngọc Linh đang phát triển để bảo tồn cái giống sâm Ngọc Linh này ngay trên cái vùng đỉnh núi Ngọc Linh. Đời sống hàng ngày thì không biết là cây sâm Ngọc Linh đã gắn bó với cuộc sống của bà con dân tộc miền núi như thế nào? Nếu nhắc đến cái việc mà sâm Ngọc Linh gắn bó với đời sống của dân tộc miền núi thì trước đây sâm Ngọc Linh được nhắc đến với tên gọi là thuốc dấu của người Sơ Đăng. Đúng rồi, họ gọi là thuốc dấu. Và cái thuốc này nó giống như là một cái thần dược cho cơ thể vậy. Sau này thì chúng ta phát hiện ra và đặt tên nó với cái tên gọi sâm Ngọc Linh, gắn liền với đỉnh núi Ngọc Linh của vùng Kon Tum. Thì bây giờ cái việc mà trồng sâm như thế này không còn là một cái vị thuốc, nó không chỉ còn là một cái vị thuốc để bồi bổ cho cơ thể nữa, mà nó còn là một cái nguồn lợi kinh tế đến với cư dân ở cái vùng đất Kon Tum. Bởi vì cây sâm, toàn bộ cây sâm thì chúng ta sẽ thu hoạch được hết. Từ hạt sâm, hạt hoa sâm thì chúng ta ươm trồng thành cây con cũng có thể bán đi được. Lá sâm chúng ta cũng có thể dùng đó để làm trà, để làm trà uống. Bởi vì trong toàn bộ cái thân sâm thì bộ phận nào cũng có những cái chất dinh dưỡng tốt, nhưng mà tốt nhất thì là ở từ cái bộ phận củ sâm. Phần trưng bày về sâm Ngọc Linh có sự phối hợp giữa trưng bày tài liệu, hiện vật với trưng bày thực cảnh tái hiện rừng sâm Ngọc Linh.
Qua phần này, công chúng có thể hiểu hơn về môi trường, đa dạng sinh học của vùng rừng núi Ngọc Linh, lịch sử phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn nguồn gốc, nhân giống và phát triển cây sâm Ngọc Linh, xây dựng thương hiệu quốc gia. Chúng tôi đặt ra nhiều cái kỳ vọng sẽ đem đến cho bà con thủ đô cũng như cả nước biết được cái nét độc đáo của văn hóa các dân tộc tỉnh Tâm, mà đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh. Nó là một cái, có thể gọi là một cái di sản gắn với đời sống trong cái không gian sinh tồn của bà con giáo dân tộc. Nó được người Sê Đăng phát hiện từ rất là sớm. Thông qua cái nguồn gốc, cái quy trình trồng trọt cây sâm này ở trên cái đỉnh núi ở độ cao hơn 2.000 mét sẽ được giới thiệu để nhiều người dân được biết hơn về cái sâm Ngọc Linh. Và cái sản phẩm sâm Ngọc Linh thì đang theo các nhà khoa học thì có rất nhiều cái công dụng cho sức khỏe. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khẳng định sâm Ngọc Linh là một loài sâm tốt trên thế giới. Đến nay thì đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công nhận là quốc bảo. Thông qua triển lãm lần này thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cũng muốn giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế những di sản văn hóa đặc trưng của tỉnh cũng như là tiềm năng phát triển của tỉnh. Và ngày hôm nay thì em rất cảm ơn chị Khương đã giới thiệu cho em những cái di sản và triển lãm của mình. Em có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn nữa. Cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thì công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được chú trọng, quan tâm. Song song với việc lưu giữ các làng nghề thủ công truyền thống và hàng ngàn hiện vật cổ cũng như sản vật của núi rừng, tỉnh Kon Tum còn bảo tồn và phục dựng được 28 lễ hội truyền thống, khôi phục nghệ thuật diễn sướng sử thi, diễn tấu cồng chiêng, nhất là các bài chiêng cổ. Sự phong phú, đa dạng, sự hấp dẫn ở cả nội dung lẫn hình thức nghệ thuật dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum đã góp phần tạo nên vườn hoa muôn màu, muôn sắc trong cái nôi văn hóa Kon Tum nói riêng và văn hóa Tây Nguyên nói chung. Điệu múa thiếu nữ mang gùi đi lấy nước không chỉ thể hiện sự khéo léo duyên dáng của người phụ nữ Ba Na mà còn thể hiện sự đảm đang, cần cù, chịu thương, chịu khó của người phụ nữ Ba Na nói riêng và người dân tộc Ba Na nói chung. Và hy vọng rằng ngày hôm nay quý vị đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và ngày hôm nay hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái và thú vị khi đến với Bảo tàng lịch sử quốc gia để khám phá một âm hưởng mang đậm núi rừng Tây Nguyên giữa thủ đô Hà Nội. Và nếu quý vị muốn có cơ hội trải nghiệm ở cảm giác độc đáo này thì quý vị đừng quên đến với triển lãm lần này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!